xin chào anh em, các bác, cô chú. Hôm nay thì mấy anh em xuống nhà anh Sử Ba Thá thăm vườn ngắm cây nhiều lắm các bạn. Chúng ta đi luôn nhé. Nice. Ôi, vừa lại thích cái con kia lắm. Chú tự tát đi. Vâng, em cứ tự nhiên, có cái gì thì xem đấy. Đấy, thích chưa? Nù khiếp. Nù khiếp. Đấy, mẹ chưa. Mênh mông, trên này sân trên là cái đồ mini và tầm trung, dưới kia thì đồ to hơn. Đấy. Đấy. Cái tiếp theo. Mày đẹp chứ. Đẹp chứ. Toàn đồ chất. Khiếp, quán đồ già khủng khiếp, già kinh khủng, sợ thật. Đấy, con này ra vừa cắt xong này, đẹp nhỉ. Con nào cũng thấy già. Con này vừa cắt xong thích này. Đây là bồi vôi thì phải. Bồi vôi. Gần như là nó xong hoàn thành rồi, chẳng qua là già khủng khiếp nhỉ. Đây là thu lại thôi. Già khủng khiếp. Chân, chân tay đủ ngọn đủ hết rồi mà bây giờ chỉ ra bóng ra răm nữa. Chứ là chắc ngày trước nó già ấy. Già khủng khiếp. Toàn hàng già, chẳng có cây nào non. Trực hoàng. Đấy. Thoải mái đi, đúng không? 130 đúng không? Có nghe nhầm không? 130 đúng không?
Nhìn quả địa y kìa, khiếp. Dạ, đẹp thật. Dạ. 103. Khiếp, khiếp quá. Đấy. Tuổi là yếu tố đầu tiên. Đắp bằng đất hay là đất? Không chơi nói không với hàng ngon. Khủng khiếp. Cho anh chờ tí tiếp tục. Một an dâm kìa. Đấy. Rất cho vẫn rất cho chịu khó dâm anh à. Cứ nuôi thì sẽ có thành quả thôi nhỉ. Đấy, cái này hay. Con này nhìn ở ảnh nó bé thế mà sao lên nó to, mà mình nhìn thực tế to thế. Như ông bụt. Con này thì không thể chết.
trên ảnh thì nó thế ạ. Một sân dưới kia nữa thôi. Đó, xin phép không đi, đi mua một sân trên này thôi. Vào uống nước nói chuyện. Già. Cảm quan đầu tiên là già. Cây già.